sau khi mà chúng ta nhìn thấy cái cổng chùa, đi lên chùa Lợi Âm, thì chúng ta mua vé, dừng xe ở ô tô đầu bãi, xong chúng ta mua vé xuống thuyền đi khoảng 3 cây số, tiếp tục chúng ta đi 4 cây số chúng ta gặp cái cổng của chùa Lợi Âm, chúng ta cứ tưởng đến nơi rồi, mà cuối cùng cũng phải đi khoảng 200 mét nữa quý vị bạn, chúng ta đã bắt đầu lên chùa Lợi Âm. Và đây đấy, quãng đường mà từ cổng chùa đi lên nhà chùa. Các bạn trong quá trình di chuyển thì chúng ta cũng chú ý đi những đôi giày đế nó thấp để chúng ta tránh bị trơn trượt. Cuối cùng cúp lên đến nơi. Bởi vì các con đá, nhất là vào trời thời tiết mưa xuân, đầu xuân, con đá đi rất là trơn. Và quý vị các bạn có thể thấy là Minh Toàn vừa nói vừa thở sau khi chúng ta lên chùa. Đây, đây là chùa Lợi Âm. Đây chỉ là một cái kinh nhỏ của chùa Lợi Âm thôi quý vị bạn, ta chưa đến chùa chính. Quay mặt đây chụp cái thủy kiểu đấy. Đây là một chú khỉ ở Tinh Nghịch ở chùa Lưỡi Âm ở Quảng Ninh. À, chú khỉ đang còn ăn chuối cho du khách đưa. Giờ ai có bánh ấy, cho nó miếng bánh. Bánh cái. Bánh này đấy, nó nhằm nha. Ăn nhiều rồi, chán rồi. Làm béo đi ơi. Con ở đâu đến đây này? Đây chú khỉ được thịt cá nhỉ, à, bắt rất là giỏi. Hôm đấy hôm ở đảo khỉ mà chỉ có đứng nhìn anh bắt thôi, tôi đẩy bắt lên đầu em, nó cào đầu em này, nó sợ ăn. Ơ, cái chó khỉ này đấy vậy đấy. Cái khỉ này thì thỉnh thoảng người ta mới thấy cái bạn. Đi đi.
Cho cái đường Trung Quốc sợ không ăn nó mất đi đúng rồi. Chuối ta là chuối Việt Nam, cam cam Trung Quốc làm gì con ơi. Cái ông dọa người như gì ấy. Ủa thích không? Không. Không thích à? Không, con này không phải hoang dã đâu. Thả nó đi như quanh rồi thôi. Mà nó bắt ở đấy năm nào cũng thế ở đây. Ở đây nó nuôi. Nó khôn thì nó nuôi thì nó qua. Ừ, chắc là người ta để nuôi đấy, nó sinh sản ở đây thôi. Này nó khôn hơn chó nhiều. Nhưng người thì nó nuôi. Nó lang thang đi đâu được. Ở đây nó có ăn mà. Thì có ăn thì nó cứ lang thang. Hỏi sao vợ chồng con cái mà ở đâu. À có mỗi con nhỉ. Ngày cứ đây là ngày đi qua là ai cho ăn cái gì ăn chén. Con về đây. Mẹ Thành bị cầm cái này nó thí là phì nó tát. Cầm cái gì xuống. Cầm thế là nhanh đi cái gì. Nó nhanh nó đào. Nó định nó chơi luôn đấy. Nó gớm lắm. Đúng xa ra nhà con này nó kinh lắm ấy. Nó nhảy ra nó ấy đấy. Chú chú. Nghe bế chẳng quan ra. Đừng đưa trẻ con gần. Này mà cầm cho anh thì cầm cái que phát là nhảy phì nó tát luôn. Nó chơi quá. Rồi xong anh thí cái chơi phát cho bạn. Gọi nó phát cái thứ luôn rồi. To béo hết nhỉ? Con chụp đông. Con này mới spa. Mới giờ vậy thôi. Em thì em đến trưa đầu chiều mới về đến đấy rồi. Chiều cũng về đến đấy. Ôi, quay con mày. Nó là khỉ. Khỉ đó. Khỉ tròn đấy. Khỉ tròn. Nó leo cây hả? Tuyết kêu chưa? Leo leo con cào. Sau khi này chúng ta lên cổng chùa Lễ Âm và chúng ta lên gặp ở trên thờ chùa đằng trước mặt chúng ta như thế này thì sẽ có cái đường đi trái, rẽ trái đây và đường rẽ phải khu vực bạn. Thì rẽ trái là chúng ta đi, chúng ta chỉ ra để chúng ta ngắm một số cái cảnh mà đứng trên núi nhìn xuống thôi. Còn lại là chúng ta rẽ phải thì người ta cái hòn đá thiêng và ngoài này chúng ta cần đi rẽ phải trước cái vết bẫy. Đây chúng ta rẽ phải thì bây giờ đang có một cái chuông đây, chuông bằng đồng các bạn. Lên chờ Lễ Âm thì quý vị đang thấy một cái cây là cây sở, nó có những cái quả rất là kỳ dị để quý vị. Đấy.
quả này thì hình như là không ăn được mà chỉ ép lấy dầu thôi. Ở đây là có các khu nhà ở, chắc là cho các cái thầy chùa. Thầy ở đấy nhá. Ô đây còn đi đâu? À, xin mời quý vị bạn chúng ta tiếp tục di chuyển nhé. Xin nhắc lại quý vị bạn là sau khi mà chúng ta lên xuống xe xong, chúng ta gửi xe và mua vé xuống tàu. Vé tàu là 20.000 đồng một người, gồm một lượt đi và một lượt về. Và chúng ta bắt đầu chúng ta di chuyển lên tàu. Từ tàu di chuyển, bắt đầu di chuyển đường tàu. Ngồi trên tàu di chuyển thì chúng ta di chuyển khoảng 4 km. Và tiếp tục chúng ta khi mà chúng ta bắt đầu xuống tàu để chúng ta đi bộ lên chùa thì đi khoảng trên dưới 4 km nữa quý vị bạn. Và quý vị bạn chúng ta nên lưu ý rằng là khi chúng ta đi chùa thì chúng ta hãy đi những đôi giày mà gót nó thấp để đỡ chống trơn chống trượt, nhất là vào những cái trời mưa, gồm những hòn đá cuội thì nó rất là trơn quý vị bạn. Và sau khi mà chúng ta đi qua cái cổng chùa thì chúng ta sẽ lên một cái ngôi chùa trước mặt, nhìn thấy ngôi chùa trước mặt đầu tiên. Chúng ta vào đấy chúng ta thắp hương. Xong chúng ta sẽ thấy một đường rẽ trái, một đường rẽ phải. Thì nếu mà đứng từ phía trước nhìn vào chùa thì chúng ta rẽ phải và đi theo cái hướng này. Ở đây cũng là cái bản đồ. Đấy. Đồ cái việc bạn. Đấy. Và đây khi mà chúng ta rẽ phải chúng ta gặp một đây là cung mẫu. Sau khi mà chúng ta vào đền mẫu, chùa mẫu thì chúng ta tiếp tục chúng ta di chuyển về phía tay phải để chúng ta lên một hang đá. Trên này là hang đá, cách cái chùa mẫu này là khoảng 200 m, như cái biển chỉ dẫn mà phía bạn như vừa nhìn thấy. Ở đây là đường đất rất là trơn quý vị bạn, nên quý vị bạn trời mưa rất là trơn. Các bạn chúng ta di chuyển thì chúng ta chú ý. Quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng với kênh Việt Nam Travel đi lễ chùa đầu năm. Và điểm đến của chúng ta ngày hôm nay đấy là chùa Lôi Âm ở Quảng Ninh. Và đây là cái cung đường mà chúng ta di chuyển ra cái hang đá. Và mến thưa quý vị bạn, khi mà chúng ta đi ra chỗ hang đá xong thì chúng ta về đây thì chúng ta quay lại cái đường mà cái chùa chính
Nói trước bản là khi chúng ta lên ấy, thì không chúng ta để chúng ta xuống. Thế là kết thúc của một cái hành trình đi chùa với âm ở Quảng Ninh. Và video của kênh Việt Nam Travel ngày hôm nay xin tạm dừng ở đây. Để không bỏ lỡ những video mới thú vị của kênh Việt Nam Travel thì kính mong quý vị các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký. Đăng ký ở đây là đăng ký miễn phí quý vị các bạn nhé. Để theo dõi những cái video mới và thú vị của kênh Việt Nam Travel. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những cái video tiếp theo của kênh Việt Nam Travel.